lấy chất lượng kỳ họp làm chính và phấn đấu để tiết giảm tối đa thời gian kỳ họp. Năm 2023 sắp tới, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam. Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Giải ngân đầu tư công vẫn là điểm nghẽn, chưa được giải quyết hiệu quả. Một số văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền chưa rõ ràng, gây khó khăn khi triển khai thực hiện. Cử tri và nhân dân quan tâm, lo ngại, có nhiều ý kiến đa chiều về tình trạng nhiều cán bộ công chức viên chức xin nghỉ việc, nhất là trong ngành y tế, giáo dục. Như thường lệ, kỳ họp cuối năm bao giờ cũng có khối lượng công việc rất lớn. Tại phiên họp chuẩn bị, với tinh thần lấy chất lượng kỳ họp làm chính và phấn đấu để tiết giảm tối đa thời gian kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội đã nhất trí rất cao thông qua nội dung, thời gian, chương trình và phương thức tiến hành kỳ họp. Những kết quả quan trọng khá toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật nêu trên đã tạo thêm thuận lợi thời cơ để phát triển đất nước. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm 2022 và năm 2023 sắp tới, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, có thể làm chậm lại quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Biến động phức tạp khó lường của tình hình kinh tế và an ninh chính trị thế giới, những diễn biến mới phức tạp trong xung đột Nga-Ukraine, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng, áp lực lạm phát, biến động lãi suất tỷ giá và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng cực đoan hơn, vẫn là những thách thức lớn nhất đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế đất nước. Các ngân hàng thương mại yếu kém, doanh nghiệp thua lỗ, dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả kéo dài đã và đang được quyết liệt tháo gỡ, xử lý. Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt kết quả tích cực, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia được kiểm soát an toàn. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam. Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Ước cả năm đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu: chúng ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Giải ngân đầu tư công vẫn là điểm nghẽn, chưa được giải quyết hiệu quả. Đến hết tháng 9 mới chỉ đạt 46,7%, riêng vốn ODA chỉ đạt khoảng 15%, có tới 39 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 22 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình, trong đó có 14 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 20%. Giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% mới chỉ đạt khoảng 13,5 tỷ đồng trên gần 16.000 tỷ đồng phân bổ cho năm 2022. Mục tiêu phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5 đến 1% trong hai năm 2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên, rất khó thực hiện trong điều kiện hiện nay. Thứ ba, một số văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền chưa rõ ràng, gây khó khăn khi triển khai thực hiện. Cử tri tỉnh Bến Tre đề nghị làm rõ khái niệm khu dân cư. Tại thông tư số 02 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió để có cơ sở áp dụng. Qua giám sát cho thấy, tại khoản 2 điều 11 thông tư số 02 quy định công trình điện gió phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300 mét. Tuy nhiên, trong thông tư này chưa giải thích khái niệm khu dân cư, bên cạnh đó, pháp luật cũng chưa có quy định thống nhất thế nào là khu dân cư, nên các địa phương gặp khó khăn khi triển khai thực hiện.
Kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành có liên quan nghiên cứu quy định rõ về khu dân cư để các địa phương có cơ sở áp dụng thống nhất về khoảng cách an toàn giữa khu dân cư và công trình điện gió. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xã hội hóa, cơ chế tự chủ tài chính, cơ chế đấu thầu trong lĩnh vực y tế, giáo dục để sớm giải quyết căn cơ, dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.